tại Đức. Mình sẽ làm việc tại Nhật. Mình chọn thực tập tại Singapore. Cùng Đại học Đông Á tạo dựng con đường thành công. Chào mừng các em đến với chương trình ôn tập môn toán lớp 12 được phát sóng trên đài phát thanh truyền hình Đà Nẵng. Thầy xin tự giới thiệu, thầy tên Nguyễn Đình Minh, giáo viên trường Trung học phổ thông chuyên Lê Quý Đôn, thành phố Đà Nẵng. Hôm nay thầy sẽ giúp các em ôn tập phần hệ trục tọa độ trong không gian. Ở bài học hôm nay, thầy sẽ cung cấp cho các em một số công thức cơ bản liên quan đến tọa độ điểm và tọa độ vectơ. Phần thứ hai là thầy sẽ cung cấp cho các em một số ví dụ minh họa, và cuối cùng là sẽ giới thiệu cho các em một số đề kiểm tra sau bài học và các bài tập tự luyện. Đầu tiên, chúng ta nói về một số công thức cơ bản. Trong không gian thì những vấn đề chính chúng ta quan tâm đó chính là hệ trục tọa độ điểm và tọa độ vectơ. Đây là ba vấn đề rất hay gặp trong các kỳ thi. Đầu tiên, chúng ta nói về hệ trục tọa độ OX, YZ. Đây là một hệ thống gồm ba trục X phẩy OX, Y phẩy OY và Z phẩy OZ đôi một vuông góc với nhau. Trên ba trục này chúng ta thấy có ba cái vectơ đơn vị được ký hiệu là Y, C và K. Vì ba vectơ này nằm lần lượt lên ba trục, như vậy ba vectơ này cũng đôi một vuông góc với nhau. Do đó tích vô hướng của hai vectơ trong ba vectơ này là bằng 0. Đồng thời đây là các vectơ đơn vị, như vậy độ lớn của từng vectơ là bằng 1. Ta sẽ định nghĩa tọa độ của vectơ và tọa độ của điểm như sau. Thứ nhất, tọa độ của vectơ U có tọa độ là x, y, z. Khi và chỉ khi U được biểu diễn dưới dạng là x lần vectơ y cộng y lần vectơ y cộng z lần vectơ k. Tọa độ điểm M là x, y, z. Khi và chỉ khi các vectơ OM sẽ có tọa độ là x, y, z. Như vậy, theo đúng cái định nghĩa của vectơ thì chúng ta cũng có thể phân tích vectơ OM thành là x lần vectơ y cộng y lần vectơ y cộng z lần vectơ k. Chính vì từ ký hiệu và định nghĩa như vậy nên chúng ta sẽ thấy cái góc tọa độ sẽ có tọa độ là 0, 0, 0. Vectơ y do biểu diễn dưới dạng là 1 nhân vectơ y cộng 0 nhân vectơ y cộng 0 nhân vectơ k. Như vậy, chúng ta sẽ thấy cái vectơ y sẽ có tọa độ là 1, 0, 0. Tương tự, chúng ta cũng có được tọa độ của vectơ r là 0, 1, 0. Và vectơ k chính là 0, 0, 1. Điểm M có tọa độ x, y, z nằm trên cái mặt phẳng OXY. Khi và chỉ khi, chúng ta thấy cao độ của điểm M là bằng 0, có nghĩa là z bằng 0. Điểm M mà nằm trên cái trục OX khi và chỉ khi chúng ta thấy là tung độ và cao độ của nó cũng bằng 0. Và tương tự các em có thể suy ra trong các trường hợp còn lại, tức là điểm M nằm trên các trục, các mặt phẳng đặc biệt khác. Ví dụ như các mặt phẳng OYZ, OZX, M nằm trên các trục là OY, OZ. Về tọa độ của vectơ, chúng ta có một số cái công thức cơ bản như sau. Cho hai vectơ U1 có tọa độ là x1, y1, z1. U2 có tọa độ là x2, y2, z2 và k là số thực tùy ý. Khi đó hai vectơ U1 và U2 bằng nhau khi và chỉ khi các thành phần tọa độ tương ứng của chúng sẽ bằng nhau. Điều này có nghĩa là x1 bằng x2, y1 bằng y2 và z1 bằng z2. Tổng và hiệu của hai vectơ cũng là một vectơ có các thành phần tọa độ tương ứng là tổng và hiệu của hai vectơ thành phần. U1 cộng trừ vectơ U2 chính là một vectơ sẽ có tọa độ là x1 cộng trừ x2, y1 cộng trừ y2 và z1 cộng trừ z2. Tích của một số thực nhân với một vectơ được tính như sau. Tích của một số thực là k nhân với vectơ U1 chính là một vectơ có tọa độ là k lần x1, k lần y1, k lần z1. Công thức số 4. Tích vô hướng của hai vectơ U1 và U2 chính là một số được xác định bởi là x1 nhân x2 cộng
cộng y1 nhân y2 cộng z1 nhân z2. Công thức số 5. Độ lớn của cái vector u1 chính là bằng căn bậc 2 của x1 bình phương cộng y1 bình phương cộng z1 bình phương. Và tiếp theo, chính vì từ cái công thức số 4, chúng ta thấy tích vô hướng của hai vector u1 u2 chính là bằng tích độ lớn của hai vector và nhân cho cosine của góc tạo bởi hai vector. Như vậy, từ đây chúng ta có được công thức tính cosine của góc tạo bởi hai vector u1 u2 chính là bằng tích vô hướng của hai vector chia cho tích độ lớn của hai vector. Tích vô hướng của hai vector áp dụng công thức số 4 thì chúng ta sẽ ra được công thức là x1 x2 cộng y1 y2 cộng z1 z2 chia cho tích độ lớn của hai vector, thì độ lớn của vector u1 chính là căn bậc 2 của x1 bình phương cộng y1 bình phương cộng z1 bình phương nhân căn bậc 2 của x2 bình phương cộng y2 bình phương cộng z2 bình phương. Và dĩ nhiên chúng ta sẽ thấy cái điều kiện ở đây là các vector u1 và u2 phải là khác các vector 0. Cũng từ tích vô hướng của hai vector, chúng ta thấy rằng nếu hai vector u1 và u2 vuông góc với nhau, nghĩa là góc của chúng là bằng 90 độ, thì chúng ta thấy tích của chúng là bằng 0. Như vậy, chúng ta thấy là từ đây chúng ta đưa ra được là cái đẳng thức liên hệ tọa độ, đó là x1, x2 cộng y1, y2 cộng z1, z2 là bằng 0. Về tọa độ điểm, các em chú ý một số công thức sau. Cho điểm A có tọa độ là xA, iA, zA và điểm B có tọa độ là xB, iB, zB thì tọa độ của cái vector AB được tính là bằng tọa độ của điểm B trừ cho tọa độ của điểm A. Ở đây ta nói ngắn gọn như vậy. Cụ thể trong công thức đó chính là xB trừ xA, iB trừ iA, zB trừ zA. Và cũng từ cái công thức tính độ lớn của một vector, ta có thể suy ra ngay cái độ lớn của đoạn thẳng AB, đó chính là căn bậc 2 của xB trừ xA tất cả bình cộng iB trừ iA tất cả bình cộng zB trừ zA tất cả bình. Với hai điểm AB như trên, chúng ta cũng có được tọa độ trung điểm y của cái đoạn AB, đó chính là y xA cộng xB chia 2, iA cộng iB chia 2 và zA cộng zB chia 2. Mở rộng ra, chúng ta thấy trong một cái tam giác, nếu ta có được tọa độ của ba đỉnh A, B, C, A là xA, iA, zA, B, xB, iB, zB và C là xC, iC, zC, thì cái tọa độ cộng tâm G chính là trung bình cộng của ba tọa độ của ba đỉnh của tam giác ABC là xA cộng xB cộng xC chia 3, iA cộng iB cộng iC chia 3 và zA cộng zB cộng zC chia 3. Trên đây là một số cái công thức cơ bản các em cần nắm. Sau đây chúng ta sẽ vô các cái ví dụ minh họa. Ví dụ 1. Trong không gian OXYZ, ta cho cái điểm A tọa độ là 1, trừ 2, 4. Hình chiếu vuông góc của điểm A lên cái trục OY là điểm nào sau đây? Phương án A, P, 0, 0, 4. Phương án B, Q, 1, 0, 0. Phương án C, N, 0, trừ 2, 0. Phương án D, M, 1, 0, 4. Các em quan sát cái đề bài. Chúng ta nhận thấy rằng ở ví dụ 1, đây là một cái bài toán liên quan đến tọa độ của điểm nằm trên một trục. Ở đây cụ thể là cái trục OY. Theo đúng tính chất thì chúng ta sẽ thấy rằng điểm mà nằm trên cái trục OY thì rõ ràng là cái hoành độ và cao độ của nó bằng 0. Như vậy ở đây chúng ta chú ý cái điểm A có tọa độ là 1, trừ 2, 4. Như vậy nếu như hình chiếu của A trên cái trục OY thì cái hoành độ và cao độ của điểm đó là phải bằng 0. Và chúng ta thấy sẽ giữ lại cái tung độ của điểm A. Như vậy thì đối với cái điểm A thì chúng ta thấy là cái hình chiếu của nó lên cái trục OY chính là điểm N sẽ có tọa độ là 0, trừ 2, 0.
Như vậy chúng ta sẽ chọn cái phương án là phương án C. Thì đây rõ ràng là một cái ví dụ rất là căn bản. Chúng ta sẽ qua cái ví dụ tiếp theo. Ví dụ 2. Trong không gian Oxyz, ta cho các điểm A có tọa độ là 1, 2, -1, B có tọa độ là 1, 0, 1 và C có tọa độ là 1, 3, -3. Tính độ dài của cái vector U bằng vector AB cộng 3 lần cái vector AC. Phương án A căn 17, phương án B 5, phương án C 2, phương án D căn 13. Chúng ta sẽ phân tích cái bài toán như sau. Đối với bài toán này, yêu cầu tính độ dài của một cái vector U là bằng cái vector AB cộng 3 lần vector AC. Như vậy, cách tiếp cận nhanh nhất là chúng ta sẽ tìm tọa độ của vector U, sau đó chúng ta sẽ áp dụng cái công thức tính độ dài của vector. Ở đây, cái vector U được tính theo các vector AB và AC. Như vậy, chúng ta việc đầu tiên là chúng ta sẽ tìm tọa độ của các vector AB và AC. Đề bài cho điểm A, điểm B, điểm C. Như vậy, chúng ta sẽ tính được cái tọa độ của vector AB, AC và sau đó chúng ta sẽ suy ra tọa độ của vector U. Từ đó chúng ta tính độ lớn của cái vector U. Cụ thể hướng dẫn như sau. Ta có tọa độ của vector AB chính là bằng 0, -2, 2. Cái vector AB, tọa độ của nó được tính theo tọa độ 2 điểm AB chính là tọa độ của điểm B trừ cho tọa độ của điểm A. Như vậy chúng ta thấy là hoành độ của điểm B là 1 trừ cho hoành độ của điểm A là 1. Như vậy ra kết quả là 0. Tung độ của điểm B là 0 trừ cho tung độ của điểm A là 2. Như vậy kết quả là -2. Và cao độ của điểm B là 1 trừ cho cao độ của điểm A là -1. Như vậy kết quả là 1. Và kết quả là 2. Tương tự, chúng ta tính tọa độ của cái vector AC. Ta cũng ra kết quả là 0, 1, -2. Và từ đây chúng ta để ý về hình thức vector U chính là bằng vector AB cộng 3 lần vector AC. Như vậy chúng ta cần phải nhân 3 cái tọa độ của cái vector AC lên. Tức là chúng ta ra được là 0, 3, -6. Tức là chúng ta sẽ nhân 3 vô các thành phần tọa độ của vector AC. Sau đó chúng ta sẽ cộng lại. Như vậy chúng ta lấy tọa độ của vector AB cộng 3 lần tọa độ của vector AC để ta suy ra tọa độ của vector U. Cụ thể chính là bằng 0, 1, -4. Và áp dụng công thức tính độ dài của một vector cho ta rằng độ dài của vector U chính là bằng căn bậc 2 của hoành độ của vector U bình phương cộng tung độ của vector U bình phương có nghĩa là 1 bình cộng cao độ của vector U bình phương có nghĩa là -4 bình phương. Như vậy kết quả là căn 17 và chúng ta sẽ chọn cái phương án của ta là phương án A. Mời các em theo dõi tiếp cái ví dụ tiếp theo. Ví dụ số 3. Trong không gian Oxyz, ta cho hình hộp ABCD, A phẩy, B phẩy, C phẩy, D phẩy. Biết điểm A có tọa độ là 2, 4, 0. Điểm B có tọa độ là 4, 0, 0. Điểm C có tọa độ là -1, 4, -7. Và điểm D phẩy có tọa độ là 6, 8, 10. Khi đó, ta hỏi tọa độ của điểm B phẩy chính là những điểm nào sau đây? Phương án A, điểm B phẩy có tọa độ là 8, 4, 10. Phương án B, điểm B phẩy có tọa độ là 6, 12, 0. Phương án C, điểm B phẩy có tọa độ là 10, 8, 6. Phương án D, điểm B phẩy có tọa độ là 13, 0, 17. Các em quan sát đề. Chúng ta nhận thấy bài toán chính là yêu cầu tìm tọa độ của một đỉnh. Cụ thể ở đây là đỉnh B phẩy của cái hình hộp ABCD, A phẩy, B phẩy, C phẩy, D phẩy. Như vậy, công việc đầu tiên, chúng ta coi hình hộp này có tính chất gì đặc biệt hoặc giả thiết người ta cho tọa độ những đỉnh nào.
Bây giờ các em quan sát hình vẽ sau. Hình hộp ABCD, A', B', C', D'. Giả thiết đã cho tọa độ điểm A, tọa độ điểm B, tọa độ điểm C và tọa độ điểm D'. Yêu cầu ta cần tìm đó chính là tọa độ điểm B'. Như vậy, thông thường cái phương pháp chung để tìm tọa độ một cái điểm B', đó chính là chúng ta cố gắng đi tìm một cái hệ thức liên quan tọa độ những điểm đã biết và tọa độ điểm chưa biết. Cụ thể ở đây, những điểm đã biết đó chính là A, B, C, D', và điểm chưa biết của ta là điểm B'. Chú ý về vị trí của các đỉnh của hình hộp. Chúng ta thấy rằng trong cái hình hộp ABCD, A', B', C', D', thì BD' chính là đường chéo của hình hộp. BA, BC và BB' chính là ba cạnh xuất phát từ một đỉnh B. Điều này gợi ý cho các em một cái công thức liên hệ giữa vector đường chéo trong hình hộp các em đã học năm lớp 11. Đó chính là vector BD' chính là bằng tổng của ba vector xuất phát từ đỉnh B, đó là BA, BC và BB'. Như vậy, ở đây chúng ta sẽ sử dụng các quy tắc hình hộp như sau. Đó chính là các vector BD' sẽ bằng các vector BA cộng vector BB' cộng các vector BC. Trong công thức này chúng ta thấy rằng tọa độ của điểm B đã cho tọa độ điểm A, đã cho tọa độ điểm C, đã cho tọa độ điểm D' đã cho. Như vậy ta yêu cầu là tìm tọa độ của điểm B'. Như vậy đi tìm tọa độ của điểm B', thông thường chúng ta hay đặt các tọa độ của điểm B', đó chính là điểm B', nếu ta đặt tọa độ là X, Y, Z thì khi đó chúng ta sẽ tính được tọa độ của ba cái vector BA, BB', BC. Sau đó chúng ta tổng ba vector này, và trong cái vector này thì có cái điểm B'. Như vậy tổng ba vector này chúng ta có thể tính tọa độ nó theo là X, Y, Z. Tọa độ của BD' là hoàn toàn biết, bởi vì chúng ta đã có tọa độ của đỉnh D', tọa độ đỉnh B đã biết. Như vậy từ đó ta cân bằng tọa độ, chúng ta sẽ suy ra được là X, Y, Z. Và như vậy chúng ta sẽ có được cái tọa độ của điểm B'. Cụ thể như sau, các em theo dõi. Cái vector BA sẽ có cái tọa độ là bằng tọa độ điểm A trừ tọa độ điểm B. Như vậy ta ra kết quả là trừ 2, 4, 0. Vector BC trừ 5, 4, trừ 7. Vector BD' 2, 8, 10. Vector BB', B', tọa độ của nó là X, Y, Z. B tọa độ chính là 4, 0, 0. Như vậy, việc tính vector này chúng ta cũng thực hiện các phương pháp thông thường, đó là lấy tọa độ của điểm B' trừ tọa độ điểm B. Cụ thể, đó là X trừ 4, Y trừ 0 và Z trừ 0. Như vậy, chúng ta được Z. Từ đây, chúng ta tính ra được tọa độ của tổng 3 vector BA, vector BB', vector BC. Chúng ta cộng các thành phần tương ứng lại của 3 vector này thì ta được một cái vector có tọa độ là X trừ 11, Y cộng 8, Z trừ 7. Và vector BD' chúng ta đã biết tọa độ là 2, 8, 10. Như vậy ta cân bằng tọa độ, tức là hoành độ bằng hoành độ, tung độ bằng tung độ và cao độ bằng cao độ. Ở đây hoành độ của cái vector này chính là X trừ 11, đồng thời bên hoành độ của vector BD' chính là 2. Như vậy chúng ta ra được X trừ 11 là bằng 2. Như vậy chúng ta sẽ giải được X bằng 13, Y cộng 8 bằng 8, như vậy Y bằng 0, Z trừ 7 là bằng 10, như vậy là Z của ta là bằng 17. Như vậy chúng ta có cái phương án của ta là B' sẽ có cái tọa độ là 13, 0, 17 và chúng ta chọn cái phương án D. Tuy nhiên đối với cái bài này chúng ta có thể thực hiện cách khác như sau. Quan sát hình vẽ, hình hộp. Chúng ta thấy mặt trên hình hộp là một hình bình hành ABCD. Trong đó tọa độ của ba đỉnh ABC đã biết. Như vậy, từ đây bằng cái hệ thức vector chúng ta có thể suy ra được tọa độ của đỉnh D. Cụ thể, vector CD là bằng các vector BA, và vector BA chúng ta tính được tọa độ tức là
trừ 2, 4, 0. Như vậy chúng ta thấy tọa độ của vector CD chính là bằng tọa độ của điểm D trừ tọa độ của điểm C. Ta đã biết tọa độ của điểm C. Như vậy tọa độ của điểm D là bằng tọa độ của điểm C và cộng cho tọa độ của các vector BA. Như vậy ta có thể tính toán cách này rất là nhanh. Đó là ra kết quả là điểm D sẽ có tọa độ là trừ 3, 8, trừ 7. Sau khi có tọa độ điểm D, chúng ta quan sát hình thấy rằng cái vector DD phải sẽ bằng cái vector BB phải. Trong cái đẳng thức vector này, chúng ta đã có tọa độ của điểm D, tọa độ của điểm D phải, tọa độ của điểm B. Và từ đó, bằng cách làm tương tự, chúng ta có thể suy ra được tọa độ của điểm B phải. Vector DD phải sẽ có tọa độ là 9, 0, 17. Điểm B có tọa độ là 4, 0, 0. Như vậy, từ đó là chúng ta suy ra tọa độ điểm B phải, vẫn ra kết quả là 13, 0, 17. Như vậy, ta vẫn có cái phương án của ta là phương án D. Bây giờ chúng ta tiếp tục một cái ví dụ. Ví dụ số 4. Trong không gian OX, YZ, ta cho 3 vector. Vector A có tọa độ là 0, trừ 1, 1. Vector B có tọa độ là trừ 3, 0, 4. Và vector C có tọa độ là M, N, 3. Biết góc hợp bởi vector C và các vector A, B lần lượt là 45 độ và 90 độ. Yêu cầu tính giá trị của biểu thức T bằng M cộng N. Người ta cho 4 cái phương án. Thứ nhất, phương án A, T bằng 1/3. Phương án B, T bằng trừ 2. Phương án C, T bằng 4/3. Và phương án D, T bằng trừ 5. Các em quan sát và phân tích cái đề bài. Bài toán rõ ràng là yêu cầu tính tổng M cộng N. Như vậy chúng ta có thể nghĩ cách làm đầu tiên, đó chính là tính cụ thể giá trị của M, N. Ở đây M, N là hai thành phần hoành độ và tung độ của vector C. Như vậy ta phân tích coi dữ liệu gì trong cái bài toán liên quan nhiều đến cái vector C. Ở đây người ta cho cái giả thiết là góc hợp bởi C và các vector AB. Như vậy từ cái giả thiết này thì cái bài toán của ta có thể làm được sáng rõ là bằng cái công thức là tính góc giữa hai vector. Thì ở đây chúng ta sử dụng công thức tính góc giữa hai vector thông qua tính cosin của nó. Thì cosin của nó chính là bằng tích vô hướng chia cho tích độ lớn của từng vector. Thì cụ thể ở đây chúng ta sẽ làm cho lần lượt từng cặp vector, đó là vector C và vector A. Sau đó ta làm cho vector C và vector B. Ở đây các em theo dõi trên cái màn hình. Ta có cos của góc tạo bởi hai vector C và A, đó chính là cos của 45 độ. Từ đây chúng ta suy ra tích vô hướng của hai vector C và A chia cho tích độ lớn của hai vector CA chính là bằng 1/2. Ta thấy cos của 45 là bằng 1/2. Ở đây chúng ta thay biểu thức tích vô hướng. Tích vô hướng của vector C nhân vector A chính là bằng hoành độ của vector C là điểm là M. Hoành độ của vector A là 0, như vậy là M nhân 0. Tung độ là N. Tung độ của cái vector A chính là trừ 1, như vậy là trừ N. Cao độ của vector C là 3. Cao độ của vector A là 1, như vậy ta có là 3 nhân 1 là 3. Như vậy trên tử của ta là trừ N cộng 3. Còn về dưới mẫu, độ lớn của vector C, thì vector C của ta là được tọa độ của nó là tính theo MN. Như vậy độ lớn của nó là cũng tính theo MN, đó chính là M bình cộng N bình cộng 9 và lấy căn bậc 2. Vector A của ta đã cho tọa độ. Như vậy chúng ta tính được cái độ lớn của vector A chính là căn 2. Rút gọn hai vế và nhân chéo thì chúng ta sẽ được căn bậc 2 của M bình cộng N bình cộng 9 bằng trừ N cộng 3. Chúng ta chú ý là trừ N cộng 3 là bằng căn bậc 2 của M bình cộng N cộng 9. Như vậy cần cái điều kiện để trước khi chúng ta biến đổi, đó chính là 3 trừ N phải lớn bằng 0, tức là N phải nhỏ bằng 3.
và sau đó chúng ta sẽ bình phương hai vế. Và rút gọn thì chúng ta sẽ được là M bình bằng trừ 6N. Đối với hai vector C và B chúng ta làm tương tự. Tuy nhiên ở đây chúng ta thấy C và B cái góc của chúng là bằng 90 độ. Như vậy hai vector này vuông góc với nhau. Do đó tích vô hướng của chúng là bằng 0. Và áp dụng công thức tích vô hướng chúng ta ra được cái kết quả là trừ 3M cộng 12 bằng 0. Từ đây chúng ta suy ra được M của ta là bằng 4. Thay vào cái phương trình Ken thì có được N bằng trừ 8 phần 3. Như vậy kết quả bài toán của ta là T bằng 4 phần 3. Và cái phương án của ta chọn chính là cái phương án C. Chúng ta qua cái ví dụ số 5. Trong không gian OXYZ, ta cho hai vector. Vector A có tọa độ là 4, 3, 0 và vector B thỏa. Độ lớn của vector B bằng 2. Độ lớn của vector A trừ 2 lần vector B là bằng căn 21. Tính góc tạo bởi hai vector A và B. Phương án A 30 độ. Phương án B 60 độ. Phương án C 45 độ. Và phương án D 90 độ. Đây chính là một cái bài toán là tính góc giữa hai vector. Như vậy, công thức cần thiết để tính góc giữa hai vector ta vẫn sử dụng lại công thức, đó chính là cos của góc tạo bởi hai vector AB chính là bằng tích vô hướng chia cho tích độ lớn. Ở đây chúng ta thấy độ lớn của vector A hoàn toàn tính được bởi vì tọa độ của vector A đã cho. Độ lớn của vector B người ta đã cho là bằng 2. Bây giờ vấn đề của ta đặt ra làm sao chúng ta tính được cos của góc hai vector này. Như vậy chúng ta cần phải tính được tích vô hướng của hai vector AB. Tuy nhiên để tính tích vô hướng của hai vector AB chúng ta không thể nào sử dụng cái công thức thông thường, đó chính là tích vô hướng của hai vector là bằng hoành độ nhân hoành độ, tung độ cộng tung độ nhân tung độ cộng cao độ nhân cao độ. Vì ở đây tọa độ điểm B, tọa độ vector B chúng ta chưa biết. Tuy nhiên một cái giả thiết chúng ta cần quan tâm đó chính là độ lớn của vector A trừ 2 lần vector B chính là bằng căn 21. Như vậy ta có thể khai thác cái giả thiết này bằng cách chúng ta sẽ sử dụng bình phương vector bằng bình phương độ lớn. Ở đây cụ thể thầy xin nhắc lại đó là với mọi cái vector x thì chúng ta sẽ thấy bình phương cái độ lớn của vector x là bằng bình phương vector x. Ở đây ta nói bình phương vector x tức là tích vô hướng của vector x nhân với chính nó. Bây giờ chúng ta thực hiện tính toán. Ta thấy độ lớn của cái vector A chính là bằng 5. Căn bậc 2 của 4 bình cộng 3 bình. Ở đây từ cái giả thiết độ lớn của vector A trừ 2 lần vector B chính là bằng căn 21. Chúng ta sẽ thực hiện bình phương vector bằng bình phương độ lớn. Như vậy ta khai triển ra các hàng định thức. Có nghĩa là vector A bình phương trừ 4 lần vector A nhân vector B cộng 4 lần vector B bình phương. Như vậy đã thế vào chỗ này chính là 5 bình. Vector B bình phương độ lớn là bằng 2. Như vậy chỗ này là 2 bình phương. Rút gọn là 41 trừ 4 nhân tích vô hướng của hai vector AB. Độ lớn của cái vector A trừ 2 lần vector B là bằng căn 21. Như vậy ở đây là căn 21 bình phương là bằng 41 trừ 4 lần tích vô hướng của hai vector AB. Như vậy từ đây chúng ta suy ra được tích vô hướng của hai vector AB chính là bằng 5. Dẫn tới cái kết quả là cos của góc tạo bởi hai vector AB chính là bằng tích vô hướng của hai vector chia tích hai độ lớn của hai vector. Vậy độ lớn vector A đã có, độ lớn vector B đã có, tích vô hướng chúng ta mới tìm được. Như vậy chúng ta thay vào kết quả là 1/2. Và từ đây chúng ta suy ra được cái góc tạo bởi hai vector AB đó chính là bằng 60 độ. Do đó chúng ta chọn cái phương án của ta là phương án B. Bây giờ chúng ta tiếp tục cái ví dụ số 6. Trong không gian OXYZ, ta cho điểm M thỏa OM bằng 2. Ta gọi A, B và C lần lượt là hình chiếu vuông góc của M lên các trục OX, OY và OZ. Khi đó, giá trị biểu thức AB bình phương cộng BC bình phương cộng CA bình phương bằng.
chúng ta có 4 cái phương án. Phương án A 8, phương án B 2, phương án C 4, phương án D 16. Các em quan sát thấy đề yêu cầu tính giá trị của cái biểu thức là tổng bình phương của ba cái đoạn thẳng AB, BC và CA. Như vậy, cái hướng tiếp cận đầu tiên là chúng ta tìm tọa độ của ba điểm A, B và C. Ở đây chúng ta coi giả thiết nào liên quan đến ba điểm ABC. Thì ABC chính là hình chiếu vuông góc của M lên các trục OX, OY, OZ. Như vậy, ở đây chúng ta nhớ lại tính chất của điểm nằm trên các trục tọa độ. Thì điều cần thiết để tìm ra tọa độ các điểm ABC chính là tìm ra tọa độ của điểm M. Tuy nhiên, một điều khó khăn, giả thiết chỉ cho là cái khoảng cách OM, tức là từ góc tọa độ đến M là bằng 2. Điều này gây cho ta là khó khăn là khi việc ta tìm cái tọa độ của điểm M. Như vậy, các em chú ý, trong những cái bài toán mà chúng ta thấy cái giả thiết của ta rất là ít, thì thông thường chúng ta sẽ gọi cái tọa độ điểm có thể là theo các biến. Và từ đó chúng ta đưa ra những tính chất cần thiết để làm bài. Ở đây cụ thể, thầy xin hướng dẫn. Ta gọi điểm M có tọa độ là ABC, thì theo giả thiết OM bằng 2, ta áp dụng công thức tính khoảng cách giữa hai điểm. Như vậy ta ra được kết quả là OM bình phương là bằng A bình cộng B bình cộng C bình. Và cái này là bằng 4, theo cái giả thiết. Ngoài ra, vì có tọa độ điểm M là ABC, như vậy ta dễ dàng suy ra được tọa độ của các điểm A, B và C như sau. Điểm A sẽ có tọa độ là A00 vì điểm A nằm trên trục OX. Điểm B có tọa độ là 0B0 vì điểm B nằm trên trục OY. Và điểm C có tọa độ là 00C vì điểm C nằm trên trục OZ. Từ đây thực hiện tính toán, chúng ta sẽ thấy độ lớn của đoạn thẳng AB bình phương chính là bằng A bình cộng B bình. BC bình phương chính là bằng B bình cộng C bình. Và CA bình phương chính là bằng C bình cộng A bình. Do đó, chúng ta tính tổng thì được AB bình phương cộng BC bình phương cộng CA bình phương chính là bằng 2 lần A bình cộng B bình cộng C bình. Và theo cái giả thiết đầu tiên, kết quả chúng ta đã tính toán là OM bình phương là bằng A bình cộng B bình cộng C bình, cho ta được là kết quả là bằng 4. Như vậy ta thế vào đây thì chúng ta thấy được là kết quả này chính là 2 lần OM bình phương, tức là 2 nhân 4 là bằng 8. Và chúng ta chọn cái phương án của ta là cái phương án A. Để tiếp tục, chúng ta sẽ theo dõi tiếp cái ví dụ số 7. Trong không gian OXYZ, ta cho các điểm A tọa độ là 3, 1, 2, B tọa độ là 4, trừ 2, 2 và C tọa độ là 2, 1, 1. Gọi M tọa độ là ABC là điểm nằm trong mặt phẳng OYZ, sao cho M cách đều 3 điểm A, B và C. Để yêu cầu tính tổng T bằng A cộng B cộng C. Phương án A, T bằng 7 phần 3. Phương án B, T bằng 10 phần 3. Phương án C, T bằng trừ 5. Phương án D, T bằng 6. Bài toán rõ ràng là yêu cầu tính tổng các thành phần tọa độ của điểm M. Như vậy, cũng theo cái hướng giải của cái ví dụ trước thì chúng ta có thể xem thử có thể tìm được cái tọa độ điểm M hay không. Thì ở đây chúng ta sử dụng cái giả thiết là M nằm trong cái mặt phẳng OYZ. Như vậy rõ ràng chúng ta thấy rằng A bằng 0 vì mọi điểm mà nằm trong mặt phẳng OYZ đều có hoành độ bằng 0. Tiếp theo chúng ta tìm các phương trình liên quan đến BC để giải ra tìm BC. Đó là M cách đều 3 đỉnh ABC. Điều này cho ta được MA bằng MB bằng MC. Như vậy chúng ta suy ra được MA bình phương bằng MB bình phương
và 10A bình phương bằng 10C bình phương. Ở đây các em có thể là thế cái công thức về tính độ dài đoạn thẳng của hai điểm nấu hai điểm là có căn. Như vậy để cách nhanh nhất thì chúng ta sẽ bình phương ra mắt căn. Áp dụng công thức tính độ dài của đoạn thẳng, chúng ta suy ra được hệ phương trình sau. MA bình phương chính là bằng 3 trừ 0, tức là hành độ của điểm M trừ hành độ của điểm A, hoặc hành độ của điểm A trừ hành độ của điểm M bình phương là như nhau. Bởi vì ở đây chúng ta biết là hai số đối nhau thì bình phương là giống nhau. Cộng 1 trừ B bình phương, tức là tung độ trừ tung độ bình phương. Cộng 2 trừ C bình phương, tức là cao độ trừ cao độ bình phương. Và tương tự chúng ta cũng tính ra được là độ dài đoạn MB bình phương. MC bình phương cũng cho kết quả tương tự. Để giải hệ phương trình này, công việc đầu tiên là chúng ta sẽ rút gọn. Quan sát cái hệ phương trình thì rõ ràng chúng ta thấy hệ phương trình hình thức tuy phức tạp nhưng sau khi rút gọn chúng ta thấy cũng cực kỳ đơn giản. Bởi lẽ ở đây khi mà khai triển hàm lượng thức thì B bình hai vế chúng ta cần rút gọn. C bình hai vế chúng ta cũng rút gọn. Như vậy đối với phương trình thứ nhất trong hệ, chúng ta ra được cái phương trình là bậc nhất theo BC. Tương tự đối với phương trình thứ hai cũng là phương trình bậc nhất theo BC. Và đến đây các em có thể dùng công cụ là máy tính để các em có thể là giải tìm ra BC. Và chúng ta sẽ tìm ra được kết quả B chính là bằng trừ 5/3 và C chính là bằng 4. Như vậy ta có tổng T chính là bằng 7/3. Các em chú ý là A bằng 0, B bằng trừ 5/3 và C bằng 4. Như vậy cái phương án của ta chọn đó chính là cái phương án A. Bây giờ chúng ta đến cái ví dụ số 8. Trong không gian OXYZ, ta cho 3 điểm A tọa độ 1, 1, 1, B tọa độ trừ 1, 2, 3 và C tọa độ 1, 2, 0. Gọi M là điểm thay đổi trong cái mặt phẳng OXY. Tìm giá trị nhỏ nhất của cái biểu thức Q bằng độ lớn của vector MA cộng vector MB cộng vector MC. Phương án A 18, B 4, C 2, D 10. Ở đây chúng ta quan sát trong cái biểu thức Q, rõ ràng là chúng ta có tọa độ 3 điểm ABC và điểm M giả thiết cho đó chính là nằm trong mặt phẳng OXY. Như vậy rõ ràng là cao độ của điểm M sẽ bằng 0. Như vậy M sẽ có dạng là AB0. Từ đó để tính cái giá trị biểu thức Q, chúng ta chỉ việc là tính tổng 3 vector MA, MB, MC. Vậy ta ra được kết quả là 1 trừ 3A, 5 trừ 3B và 4. Bởi vì A, B, C chúng ta đã có tọa độ. Và suy ra được giá trị của Q, đó chính là độ lớn của tổng 3 vector MA, MB, MC áp dụng công thức tính độ lớn của một cái vector. Như vậy ta có là 1 trừ 3A tất cả bình cộng 5 trừ 3B tất cả bình cộng cho 4 bình phương. Và rõ ràng 1 trừ 3A tất cả bình và 5 trừ 3B tất cả bình là các số không âm. Như vậy chúng ta thấy là Q sẽ lớn bằng 4. Trong căn thì lớn bằng 4 bình phương. Như vậy Q ra lớn bằng 4. Và cái dấu bằng xảy ra khi 1 trừ 3A bằng 0 có nghĩa là A bằng 1/3. Và 5 trừ 3B bằng 0 có nghĩa là B bằng 5/3. Tức là chúng ta có điểm M là tọa độ là 1/3, 5/3 và 0. Có nghĩa là cái giá trị nhỏ nhất của biểu thức đã đạt được. Như vậy, cái phương án của ta chính là cái phương án B. Đối với bài này, chúng ta quan sát, chúng ta có thể là giải bằng cách khác như sau. Cái biểu thức MA cộng MB cộng MC gợi ý cho chúng ta biểu thức liên quan đến trọng tâm của tam giác. Như vậy, ở đây chúng ta sử dụng trọng tâm của tam giác để ta giải cái bài toán. Cụ thể, chúng ta thực hiện cách khác. Đó chính là gọi G là trọng tâm của tam giác ABC thì G sẽ có tọa độ là 1/3, 5/3 và 4/3. Rút gọn cái biểu thức tổng các vector MA cộng MB cộng MC chúng ta thấy là bằng 3 lần MG. Ở đây là cái hệ thức rất là quen thuộc.
Các em có thể chứng minh là bằng cách là trang điểm G vô đây, tách ra MG cộng GA, MG cộng GB cộng MG cộng GC. Như vậy chúng ta được 3MG cộng GA cộng GB cộng GC là vector 0. Tính chất của trọng tâm. Như vậy quy của ta chính là 3 lần MG. Và rõ ràng M là điểm thay đổi nằm trong cái mặt phẳng OXY, G là trọng tâm, là điểm cố định. Như vậy quy nhỏ nhất khi MG nhỏ nhất. Như vậy MG nhỏ nhất là khi M trùng với G0. Và G0 chính là hình chiếu vuông góc của G lên mặt phẳng OXY. Và tọa độ điểm G chúng ta đã có. Như vậy G0 chính là 1/3, 5/3 và 0. Ở đây là cao độ của điểm G0 sẽ bằng 0, bởi vì là hình chiếu lên mặt phẳng OXY. Và giá trị nhỏ nhất của quy chính là 3 lần G0, chính là 3 × 4/3 là bằng 4. Như vậy cái dấu bằng xảy ra là khi chúng ta thấy là M vẫn trùng với M0 và giá trị nhỏ nhất chính là 4, và phương án ta chọn chính là cái phương án B. Ví dụ số 8 cũng là cái ví dụ cuối cùng trong cái bài học ngày hôm nay, để củng cố thêm cái phần bài tập cho các em, thì các em hướng lên màn hình. Các em theo dõi cái đường link trên màn hình, các em có thể ghi chép lại hoặc là các em có thể scan cái mã. Các em có thể tải cái bài tập kiểm tra cũng như cái bài tập tự luyện theo cái đường link, và các em có thể tự kiểm tra đáp án bằng cách scan mã vạch. Bài học của chúng ta hôm nay đến đây là kết thúc. Về phần cái hệ trục tọa độ trong không gian có rất nhiều công thức. Tuy nhiên nếu các em chịu khó làm bài tập thì các em sẽ thành thạo các công thức đã học. Một lần nữa thầy xin chân thành cảm ơn các em, và các em chú ý đón xem các chương trình tiếp theo. Xin thân ái chào các em.